Hey. Không có mũi mà. Ừ. Mắt tiền nét mau tiền. Ôi. Cùng 8 tỷ có mũi mô xanh mau tiền. Em nhắc qua video bị đề gì nữa. Thắp đèn cho tiêu không? Ừ. Chạy ngoài chạy đi. Chạy hả? Em cứ chạy đi. Ít không ngon rồi em put something more. Ừ. Đúng rồi, chạy. Sao đi được đấy? Ừ. Cứ đi từ một thôi. Em, anh recommend em put the sashimi á. Ngon. Sashimi á? Ừ. Sashimi in the towel. Ừ. Ngon không? Không có chết. Em thích kim chi. Tôi có khác. Anh mất put nước mắm đúng không? Nước. Ừ. Put olive oil đó đúng không? Yes. Bà lan. Bà lan đi. Ui. Cái chai phù nè. Bà chai phù nè. Cái chai phù nè. Cái chai phù nè. Cái chai phù nè. Kìa. Ôi mọt. Bền nè. No, not bền. Cái bà lan đi tổ vào vàng. Thịt thịt một phần. Cái xe em có cái đường cái gì rồi. Em ăn từ bình cái gì. Ăn theo bình cái gì. Ta xin lê hả. Em ăn phút hả. Quá nè. Em vui đưa chắc là chung. Ừ, ngon á. Ôi, ổn nhìn bên. Nếu ăn xăm rồi, baby. Có. Ừ. Anh tin biết bạn cần biết thật sự là gì. Đúng rồi. Đúng rồi.
hết của kim chỉ lắm mà. Em gì ăn mix onion sandwich hả? Không. Không có phí tổ nô hả cho mình. Chết only 180 baht. What? Not a big one. Anh làm cái gì anh? Ăn. Thôi à? Có còn hôm nay không ấy? Nó chết, nó chết. Em muốn ăn nào hả? Nó tin gì chết? Có thể muốn ăn. Chi được khăn lửa đi. Em cho nó sắp hơi để biết được khăn lửa. Không có mũi ha. Không có mũi, không có animal dưới thôi. Với đứa big fan của phò kiều vậy hả? Nhưng mà people thì được của anh. Hello. Tụi mình lên trễ quá cho nên là nhanh để ăn đói bụng, tại vì sáng thức dậy xong rồi là chỉ có ăn ăn một xíu cơm gà buổi sáng xong rồi đi luôn, đi tới giờ luôn, tại vì sợ trễ. Kêu được camera chưa, focus đấy mà. Tụi mình phải đi thuê cái này, thuê cái bếp này và cái than này mua hả? Cái này mua hả? Mua than này. Anh đem cái này. Thôi thôi hả má? Một tỷ chiếc tiền. Soạn cho đã đời vô xong rồi quên cái bếp ga ở nhà. Ga bình ga thì ở trong cái thùng đựng đồ để bếp rồi, nhưng mà bếp ga thì để quên ở nhà rồi, mang lộn cái thùng cũng giống như vậy, ở ngoài nó có cái hộp màu đen luôn, mang lộn xong rồi cái là không biết sao mà xách lộn cái thùng đó đi xuống xe xong rồi tới nơi mở ra. Oh my god, mở đèn. Oh my god, rất là men bút mò on nhà nữa. Ngon á? Ngon hả? Ừ, chết mất ngon á. Đầu bếp from Australia. Chùa đó. Sao đi men? Recommend chiếc đờ kia lô đào mô. Tinh rồi nè. Đi ăn mệt. Recommend rớt nè. Ê, bà đeo bàn trẻ bà nè. Cho a little, borrow a little đi. Ôi, men. Bia đâu? Bia tu. Có bia tu. Xong rồi cái này.
bịt thịt heo chưa xong. À, đây đi. Uống ai không? Uống nhiều. Nó dằn mấy mùi, nó dằn mọi người ơi. Nó dằn tùm lum tùm la. Thôi gì vậy? Uống ai không em, tôi đi thôi. Ăn tiếp đi. Ăn tiếp ăn chưa? Chưa rồi. Cái này xong chưa? Em bút. À, ok, xem rồi là thấy ra. Ok, ok, xem rồi. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Ờ, cút đi. You dirty pen. What harm? What? Really? No. You finish one time and then what? And then come to clean more? No. Not the money, not. At the end. Ngon ha. Có, sẽ bồi nữa mà. Ngon ha. Ngon ha. Ờ, bị vật đã bụng. Nó có rồi. Đói chua. Cái tình. Ngon ha. Ngon rất là ngon. Có thái áp bụng không? Thái áp bổ đít cao lắm rồi mà. Bao nhiêu à? 17 vậy. 10.000 chị Nam đồng. Đi rồi, pork có cái nha. À, chị Nam rồi. Tôi có cái bột tôi biết chửi mà ít có cái đó thì nó sợ một bè được rồi mà ngon đủ cười quá hết tôi xin tâm tình lại đã nóng không nóng không nóng thái bột mò hả thái bột thôi ngon. Thế mấy bà bây giờ hả? Hết đồ cổ phá rồi. Ừ. Đúng rồi. Thái lọt không mong hả? Thái lọt ngon, tôi biết rồi. Ngon ngon. Con tinh chiêu chiêu mà. Quay tờ lạnh lạnh cho nó ngon. Bố phịt. Ờ, không biết sao hồi nãy lúc mà trên đường đi á thì có cảm giác như là lạnh lắm nhưng mà lên tới nơi thì không có lạnh. Không có lạnh gì hết, chỉ là nhiệt độ mát mát nước mát. Anh tin 20 cm. 25. 24. 24 hả? Khoảng ở chừng tầm 24 độ C. But at night maybe 20 midnight. Morning 2.
17. Đừng o xong thì hả? À, tôi mắc rồi. Mình xếp rồi. Được xếp rồi. Anh lại chị không em? Em để đi ăn nắp đi rồi á. Ờ, có xong tiền ăn rồi, để nắp thấy bụng rồi. Em ăn chưa? Mấy con nai hồi nãy á, nó đi vô nó phá đồ của mọi người quá trời luôn. Rồi bây giờ thì không thấy con nào hết trơn, chắc là đi ngủ rồi. Chắc là đi ngủ hết trơn rồi. Fresh, huh? Fresh from the grill, huh? Fresh from the grill, that's why I know. Mm, nói về this one, huh? Put 1 minute, 2 minute, and then ăn, ăn from this one, this one. Mình có cái môi này màu ấy. Ừ, có cái môi này màu để vâng đôi giáo rồi. Ôi. Inside the tin and mix the bed rồi hả? Ừ. Bed rồi, đưa rồi rồi.